Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình nha, mình đây từ đường phố đến mọi người nha. Chưa anh em một game kho bán thoại nha, là mình đây từ đường phố đến bạn nào. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa vào video thì chúc anh em xem video vẻ của like, share rồi nè. Kênh nhân khí có phải mình xin rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn đi săn code hốt quà kho báu huyền thoại mới nhất. Đó, không biết là anh em đã săn chưa. Đấy, tiện hôm nay thì tôi sẽ săn tận nơi, lấy tận chỗ cho anh em xem. Bởi bình thường tôi làm video là tôi hay lên đây tôi nhập luôn. Rất nhiều ý kiến mà là toàn code không dùng được rồi các kiểu nói tôi này kia. Thì ok, hôm nay tôi sẽ tiếp tận nơi luôn. Đấy, đến tận chỗ lấy code cho anh em luôn. Đầu tiên đi kiếm vài cái bánh mì đấy anh em. Thể kiếm bánh mì sao một nghe khó khăn thế nhở. Cần lắm vài cái bánh mì lúc này anh em. Hôm nay mà tôi có bánh mì là cháu Rick tên em của tôi chế tính lên cam luôn anh em. Nhưng mà đang thiếu bánh mì các bạn. Hơi nhọ, không biết làm sao giờ. Chà, làm thử tí vàng xem nó có ra không đã. Không ra các bạn ạ. Ok. Đây, tình hình con nào tôi cày cuốc mấy ngày hôm nay rồi anh em. Đây, hôm nay thì bắt đầu đến level 50 này. Đấy, tướng tôi đây anh em. Đấy, xem đây. Cháu Rick tay đen giờ còn lưng món này nha đủ này. Để tôi quét cho cháu nó phát cho đủ lên luôn anh em. Đấy, qua tí là mất điểm thực rồi. Đấy, giờ là còn duy nhất món này nữa thôi anh em. Món này mà đủ phát nữa là lên cam luôn. Cái đồ thiếu quá các bạn, thiếu bánh mì. Ok, giờ chúng ta đi săn cốt anh em nha. Ok, đây anh em, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn anh em. Đó, vừa nhập luôn các bạn nha. Đây, đầu tiên thì đây anh em, buổi sáng nay thì quà tặng 28 này các bạn này. Đấy, trải nghiệm chưa? Quà nhiệm tháng, quà tặng 28, tôi biết mà thông báo là live stream các bạn. Đây thì đây. Đấy. Đó, không biết là trong buổi live stream này có gì đặc biệt không, có cập nhật thêm cái gì không, tôi biết. Nhưng mà chúng ta là có thêm Welcome các bạn. Ok, đây anh em, đây chúng ta là có con em mới các bạn nha. Đây, DD47B215939 các bạn. Đấy, chúng ta là có code mới luôn. Đó, đấy, hôm nay lấy tận lời luôn nha, code vừa mới ra luôn đấy các bạn. Step này. Đây anh em, đi ra 1 giờ trước nha, code vừa mới ra luôn. Đến tầm tôi đăng các bạn thì cũng chả chênh lệch là bao nhiêu. Đó, code mới dừng dừng luôn nha. Còn đâu anh em nào mà bảo là chưa nhập được với cả không nhập được ấy thì là đó, các bạn có khả năng các bạn nhập rồi nhá. Xem nó lên đây anh em, nó spam code lên chưa. Đây anh em, nó spam code lên luôn rồi anh em này. Đấy. Ok thôi, chúng ta đi nhập code nào. Bam 300 kim cương các bạn. Một dương này. Ui. Được thêm một ấy luôn à. Ai chà. Lại đáng để suy nghĩ rồi các bạn xem nào. Pero thì tôi gần đủ lên rồi, trong này đang không đủ mạnh. No thì còn bao nhiêu, nó cũng chưa đủ. Thôi kệ, lấy tương mới đi anh em, tương mới lấy thêm kim cương về tiêu phí đây. Nộn anh em, nộn dương. Dương đây. Lấy ai giờ ta. Thế mấy bác cầm mấy con này đi mạnh lắm nhá, tôi biết nhà mấy anh em cầm chó đỏ kilo rồi cầm mấy chó này đi đánh không biết nhà mạnh lắm nhá. Còn lấy về chơi đã. Quên, xong lấy BO nhỉ. Thế tôi lại một bước đi sai rồi anh em. Lấy BO ăn cốc về ngon hơn. Rồi, nhận nào. Rồi, ok. Hôm nay tôi cũng đang tiêu phí dở các bạn ạ. Hôm nay tôi thì nói chung thì cũng đang tiêu phí dơ dương sơ sơ anh em. Đấy, được 2k rồi, thiếu 1k nữa là ăn mốc 3k. Giờ chơi luôn các bạn nhé, ăn mốc 3k luôn. Ok, đây là chúng ta sẽ lock luôn, đeo luôn 3k anh em, nớ rồi thì chơi luôn. Nói chung thì mỗi ngày tiêu ít thế thôi cũng được, dù sao cũng đang sale mới anh em. Tôi giờ thì chắc cũng chả báo được mấy anh em trong server đâu, nhưng mà cũng cố gắng các bạn. Mong sao ra được con tướng thôi, rút x10 này, đấy. Mày đầm mảnh rồi. Cho một con tướng có bánh mì đi. Chán thế nhờ, nó không ra được bánh mì các bạn, thề giờ này đang cần bánh mì thật sự luôn ạ. Cần lắm một cái bánh mì lúc này anh em, để chia ngọt sẽ bùi. Cam quà nào, về lưng thuyền luôn. Tôi đang có bánh cho thuyền này anh em, up luôn. 88 rồi. Càng đét. Túi, vừa mới thêm một dương mới về đúng không, dương này có mảnh gì. Uầy. Đừng lấy nguyên một mảnh một cháu nữa anh em, lại có kim cương rồi nhưng mà không. Tôi sẽ up Pero lên anh em nhá. 50 mảnh à. 50 mảnh à. Đấy, Pero về các bạn, rồi. Đây cũng lấy Pero về các bạn, up Pero lên luôn. US lên nào. Đá nào anh em, chỉ lần đá luôn, tiện lần đá luôn cho con nào tôi.
Hè, nói chung là mấy có anh em nào ông bữa nhảy server cùng tôi không? Đấy, ông nào đang ở server này không? Nó xin cái tên ấy. Mà xin vui bên này tôi thấy sao mà anh em bên này xin vui khó nha các bạn nhá. Hay do tôi nhỏ thì không biết anh em. Bị kích hoài à? Cứ vào được mấy hôm cái là lại bị kích, chả hiểu lý do vì sao, tôi có làm gì các bạn đâu mà các bạn cứ kích hôi hoài vậy. Thương thể thương người như thể thương thân với anh em. Nào. Pero à quên, thiếu kim cương các bạn, nó cần kim cương nhờ. Ai, cay thế nhờ. Thôi từ từ anh em. Tôi đi nó vụ đá vậy. Đá thì tôi có dư đây mà, tôi có cảm dư đá ra đây anh em. Giờ lấy về để xem là có lên được món nào nữa không. Đó, giờ lấy về xem là có nên đời cho em nào nữa không. Nên đời cho em nào vụ đá nữa không anh em. Cộng skin cho nó phát đã. Mấy cái skin cho mấy trong này. Mấy này tôi bắt đầu chăm chỉ cộng rồi anh em. Vẫn chưa full được anh em. Khó thật sự cái skin này. No ôi trời. Rồi xem nào. Ui sao toàn 3 này. Đây được một món 4 này. Nhìn quanh đi quần lại mái được một món 4 anh em. Toàn 3 không à. Shirao Si này. Cho Shirao Si bên này lên anh em. Cho Shirao Si bên này lên. Đó, khảm vô cho Shirao Si. Đá vàng cũng không đủ anh em. Chúng ta thiếu có đá đỏ thôi. Hiện tại chỉ có đá đỏ thôi anh. Quét hết rồi anh em, thì mai quét đằng nào cũng đỡ, để mai quét và giờ quét hết thôi anh em. Giờ dư thể lực thì dồn ở chỗ này vậy.
Nãy giờ chắc hồi được nhiều skin chưa? Đi cộng skin cho cháu này luôn anh em. 9, 10. Rồi. Cộng xương xương thôi anh em, thế là cũng ổn rồi. Pem nhau phát nào. 163k. Fury anh em này, Fury mới cả lo này, đánh khao khác lắm. Nói chung thêm một hạng mình sẽ đổ một hai cháu đánh, tôi thấy đổ hai cháu đi đánh khác lắm không ạ? Đánh nhiều khi tôi cảm giác tôi ăn không lại luôn. Xem nào. Kiếm một lần chiến mà cảm thấy nhai được đến nhai luôn anh em, 69 130k. Vậy nhìn thì rõ ràng như vậy các bạn nhá, 44 này. Này tem tôi đây. Cùn 45 164k các bạn, vào ánh con nào. Đùa không ăn được đâu các bạn, đừng giỡn chơi, có khi không ăn được đâu. Đó. Vô lý cực kỳ luôn. Khó hiểu thật sự các bạn, không biết là do thuyền, tôi nghĩ hay là do thuyền không biết anh em, khả năng tôi nghĩ khả năng cao do thuyền. Tôi qua giờ đánh tôi vẫn nghĩ là do thuyền thôi các bạn. Bởi vì chỉ còn có thuyền là cái tôi yếu nhất so với những người khác là tôi không xem được các bạn. Đấy còn đâu còn lại thì anh em thấy tem tôi đâu phải đùa đâu anh em. Nó. Thế nhưng mà vẫn bay màu ạ, khó hiểu thật sự, cũng là cho ý kiến đúng không ạ? Hay giờ thay lo anh em. Hay giờ tôi nghĩ bất chọi đi, bất ao chi đi nên lo luôn. Đó. Ok, nói chung thì điểm qua clip xương xương đây thôi anh em. Đó. Còn em mới đây anh em nhập chưa, nếu chưa thì tranh thủ nhập nha. Ok, nó clip ngày hôm nay tôi sẽ phép các anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người ở clip theo, cảm ơn video kênh Tự Tự Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye.